Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui mừng được chào đón quý vị đang lắng nghe chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý khán thính giả, như thường lệ vào thứ bảy hàng tuần, chúng ta có lớp sơ trung đẳng Phật học bắt đầu từ 3 giờ chiều cho đến 6 giờ chiều. Trong thứ bảy vừa qua, tiết đầu tiên thầy Quảng Định đã tiếp tục giảng bộ kinh Na Tiên Tỳ Kheo với hai bài kinh 107 và 108. Mời chị Đồng Hiếu tóm tắt lời giảng của thầy đến quý khán giả cùng nghe. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, bài kinh 107 có đề tựa Giáo hội của Đức Tôn Sư có bị phân ly, chia rẽ không? Trong bài kinh có đoạn nêu thắc mắc của vua Milanda trong vấn đề vì sao có phân ly, chia rẽ trong giáo hội, cùng là sự giải thích của Đại Đức Na Tiên. Đại Đức Na Tiên đáp lại câu hỏi của vua rằng vạn vật đều vô thường, sự nhóm thành và phân ly là định luật tất yếu của pháp hữu vi, thành, trụ, hoại, không. Vậy ai nói rằng môn đệ của Đức Như Lai không phân ly, không ly tán là không đúng sự thật, không đúng với pháp? Tuy nhiên, Đức Phật có dạy, nơi nào mà tăng chúng sống thuận hòa, tương ái, tương kính với nhau, nơi nào mà tăng chúng sống với nhau bằng tinh thần lục hòa và tứ nhiếp, thì nơi ấy tất sẽ có được sự đoàn kết, hòa hợp, không phân ly, không chia rẽ. Thầy còn cho biết thêm 5 điều luật của Đề Bà Đạt Đa là thiên về khổ hạnh, khắc khổ, nên một số tân tăng thời Phật đã nghe theo. Sau khi hiểu thấu con đường trung đạo mà Đức Phật chỉ rõ, các vị tân tăng ấy đã trở về lại với giáo hội của Đức Thế Tôn. Thầy giáo Thọ lại giảng, trong tăng đoàn của Đức Phật có đủ mọi giai cấp trong xã hội đương thời là Bà La Môn, Sắc Đế Lợi, Vệ Đà và Thủ Đà La. Nhưng nhờ sự tương kính giữa thầy trò, nhờ vào mọi người hết lòng gìn giữ pháp lục hòa và tứ nhiếp chính, nên các đệ tử xuất gia cũng như tu sĩ tại gia luôn hòa thuận an vui. Kế đến là bài kinh 108 có tựa đề Tỳ kheo tạo nghiệp do không biết, tại sao lại không có tội? Đại Đức Na Tiên giải thích như sau. Tạo ác nghiệp nếu tác ý và tâm cố ý thì tất nhiên là phạm. Còn như không tác ý, không cố ý, chỉ vì vô tình thì không phạm. Sau cùng, Thầy cho chúng ta biết bài học vào tuần tới là bài kinh số 116 và 117. Thầy dặn chúng ta nên xem trước để học và hiểu bài dễ dàng hơn. Môn học trong giờ thứ hai là về kinh Tăng Chi với thầy giáo Thọ Minh Khánh. Học viên được giảng, được nghe giảng giải về bài kinh số 2 đến số 10 trong phẩm sắc. Trong đó, Đức Phật nói rõ sự quan trọng của năm thức do năm căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Tiếp xúc với năm trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Giữa hai phái tính là nam, nữ. Để nói rõ sự quan trọng đó, mọi người chúng ta có thể bị trói buộc hay vướng mắc từ 1 đến 5 căn thức của chúng ta, và từ đó phiền não sẽ sanh ra cho chúng ta do sự chấp ngã và chấp cái của chúng ta. Thầy dạy thêm về phẩm đoạn triền cái, sự tương quan của bài kinh số 1 và số 6 về dục tham đối với tịnh tướng và pháp quán bất tịnh tướng. Nếu không như lý tác ý, sẽ đưa đến dục tham chưa sanh được sanh khởi, hay đã sanh thì sẽ được tăng trưởng. Thầy giảng, tịnh tướng ở đây nghĩa là tướng xinh đẹp. Vì tham ái vào tướng xinh đẹp nên dục tham sẽ khởi sanh. Nếu sanh rồi thì sẽ phát triển mạnh hơn. Vì vậy, chúng ta phải biết quán thân bất tịnh để đừng bị vướng mắc vào sắc. Là một Phật tử, chúng ta còn phải tu pháp tứ chánh cần để tạo thiện nghiệp và diệt trừ ác nghiệp. Tiết học sau cùng là giờ của Thầy Viên Chánh giảng kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa từ câu dĩ vô sở đắc cố cho đến Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thầy giảng rằng các pháp đều do các thức biến hiện ra. Khi tu phải biết chuyển các thức thành trí. Nhưng khi đạt được trí bát nhã rồi thì không còn gì để chứng, tức vô đắc. Phá chấp trước và phá cả phương tiện, không phương tiện thì cứu cánh cũng không. Đó là tinh thần Bát Nhã Ba La Mật Đa. Các Bồ Tát trong quá khứ, hiện tại
và tương lai đều nương tựa vào trí Bát Nhã để thành đạo giải thoát và giác ngộ. Quá trình tu tập phải qua 3 giai đoạn: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thật tướng Bát Nhã. Kính thưa quý khán thính giả, giáo lý của Đức Phật là một giáo lý siêu việt, có công năng giúp chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đức Phật dạy, được thân người là một điều thật may mắn, vì không dễ có được thân người. Đã vậy, gặp được Phật Pháp còn muôn lần khó hơn. Thật là một cơ duyên hiếm có để chúng ta tìm hiểu và học hỏi giáo nghĩa vi diệu này. Trân trọng kính mời quý vị hãy đón xem chương trình dạy và học của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay, thứ Bảy, ngày 4 tháng 1, từ 3 giờ đến 6 giờ chiều. Quý vị có thể đến học ở Viện Phật học tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, hoặc xem bài giảng trực tiếp tại Facebook Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và kính chúc quý khán thính giả một ngày đêm an lạc.